Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi là Phan Anh và hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các anh chị và các bạn series video về kế hoạch marketing và kinh doanh. Và trong bài học ngày hôm nay, tôi sẽ trình bày với các bạn về chiến lược kênh phân phối. Đây cũng là một cái chiến lược rất là quan trọng nằm trong cái việc các bạn lập kế hoạch cho marketing và kinh doanh. Thì tôi sẽ trình bày với các bạn một số những cái gợi ý như sau. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ phải trả lời cho câu hỏi là chiến lược kênh phân phối là gì, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể hiểu nôm na là như ạ, place strategy, cái chiến lược kênh phân phối tức là chúng ta sẽ lựa chọn các điểm phân phối, các điểm bán hàng, nơi mà người mua có thể mua được hàng hóa và dịch vụ của các bạn, đúng không ạ? Để trả lời cho cái việc chiến lược cho kênh phân phối là gì, thì chúng ta sẽ trả lời cho việc là chúng ta sẽ mở cửa hàng ở những đâu, mở số lượng là bao nhiêu, đúng không ạ? Mở một chuỗi hay mở hai chuỗi, mỗi chuỗi chúng ta mở bao nhiêu cửa hàng, đúng không ạ? Chúng ta đưa ra các tiêu chí quan trọng về địa điểm, về vị trí, về diện tích, về con phố, yêu cầu về mặt bằng tối thiểu, số tầng, các cái quy cách của mặt bằng, vân vân. Tôi có thể lấy ví dụ của cái hãng cà phê Starbucks để cho các bạn hiểu rằng là việc mở một cái cửa hàng nó quan trọng như thế nào. Đối với Starbucks là một cái quán cà phê, một cái chuỗi cà phê trên toàn cầu, thì họ rất quan trọng cái việc là mở cửa hàng ở địa điểm như thế nào. Họ đưa ra các tiêu chí rất là rõ ràng, cụ thể là tiêu chí cửa hàng phải làm gì ạ? Có địa điểm ở chỗ đông đúc, ở chỗ sang chảnh, diện tích phải đủ lớn, đúng không ạ? Để họ có thể thi triển được các cái phản thiết kế về nội thất. Thông thường ở Việt Nam thì chúng ta có thể thấy Starbucks mở cà phê ở những cái chỗ trung tâm thương mại, ở dưới những cái tòa nhà đắt tiền, ở những khu vực rất là đông dân cư. Thì tôi có thể thấy như Starbucks mở tại IPH Indochina, hoặc là Vincom Phạm Ngọc Thạch ở chỗ Hà Nội, đúng không ạ? Và chỗ Bà Triệu, đối diện Vincom Bà Triệu. Đấy là những cái địa điểm tôi nghĩ rằng là ở ngã 3, ngã 4 trên các con phố rất đông đúc. Thì đó chính là chiến lược về việc là lựa chọn mặt bằng cho kênh phân phối. Rộng hơn một chút thì chúng ta cũng có thể trả lời cho những câu hỏi như là năm nay, trong một năm chúng ta sẽ mở thêm bao nhiêu cửa hàng nữa, chúng ta sẽ đóng đi bao nhiêu cửa hàng nữa, đúng không ạ? Chúng ta tìm thêm bao nhiêu đại lý nữa, chúng ta tìm thêm bao nhiêu cái đối tác bán buôn nữa, vân vân, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thực hiện việc phân bổ doanh số dự kiến của năm 2018, 2019, 2020 tùy vào những năm mà chúng ta sẽ thực thi cái việc lập kế hoạch marketing đó, đúng không ạ? Theo từng tháng, từng quý như thế nào và cũng theo từng kênh ra sao, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phát triển cái mô hình, những cái mô hình kênh phân phối như thế nào, lựa chọn kênh dài hay kênh ngắn, có thể là kênh kiểm soát hay kênh không kiểm soát, đúng không ạ? Và chúng ta tập trung vào những cái kênh nào cụ thể, đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải tính đến việc là khi chúng ta mở rộng về mặt số lượng các kênh bán hàng thì chúng ta cần phải kiểm soát được lượng hàng hóa tồn kho trong hệ thống cũng như là tại mỗi một điểm bán, và chúng ta cũng cần phải gia tăng cái sản lượng bán hàng trên mỗi điểm bán, và chúng ta cũng cần phải tính toán các chi phí cũng như là doanh thu cũng như là lợi nhuận trên mỗi điểm bán để hạch toán xem là lợi nhuận trên điểm bán như thế nào, để cái điểm bán nào không hiệu quả chúng ta sẽ đóng, điểm bán nào hiệu quả chúng ta sẽ mở rộng thêm. Đó chính là cái thực tế mà một cái người làm kinh doanh lập kế hoạch về marketing và kinh doanh sẽ phải suy nghĩ, đúng không ạ? Cũng trong phần place strategy, tức là chiến lược về kênh phân phối, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ về việc là chúng ta sẽ bán hàng trực tuyến ra sao, các cách thức mà chúng ta giao vận cho khách hàng, chúng ta ký hợp đồng với Viettel Post hay là chúng ta ký hợp đồng với VNPT, hay là giao hàng tiết kiệm hay là giao hàng nhanh, vân vân, những cái đơn vị đối tác chiến lược đó để giúp cho việc bán hàng và giao hàng của chúng ta nhanh hơn. Chúng ta cũng cần phải tính toán đến việc là chúng ta sẽ bán hàng trực tuyến ra sao và cách thức giao vận của chúng ta dành cho khách hàng như thế nào. Chúng ta ký hợp đồng với các đơn vị giao vận nào, ví dụ như là Viettel Post hay VNPT, hay là giao hàng tiết kiệm, hay là giao hàng nhanh, hay giao hàng 247, vân vân. Bởi vì hiện nay kênh phân phối, một trong những kênh phân phối quan trọng đó là kênh phân phối trực tuyến thông qua các công cụ và các nền tảng trực tuyến. Tôi sẽ trình bày thêm cũng như trình bày lại cho các bạn giống như các cái video trước tôi đã nói, đúng không ạ?
là chúng ta quan tâm đến những cái kênh cơ bản như sau. Các cái kênh cơ bản chúng ta có thể quan tâm mà tôi đã trình bày trong các video trước đó, ví dụ như là kênh bán lẻ trực tiếp thông qua shop của chúng ta, chúng ta tự kiểm soát, kênh nhượng quyền, kênh bán buôn, đại lý ký gửi, website của thương mại điện tử, các cái kênh cộng tác viên trực tuyến, đúng không ạ? Kênh bán hàng di động. Ngoài ra nếu mà phân chia theo từng cái kênh dài, kênh ngắn, kênh trực tiếp, kênh gián tiếp hay là kênh kiểm soát và kênh không kiểm soát thì chúng ta có rất là nhiều dạng khác nhau. Thì tôi muốn trình bày với các bạn một số cái kênh cơ bản như thế, được chưa ạ? Vâng. Đối với chiến lược về kênh phân phối thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến việc là chúng ta trả lời cho câu hỏi là chúng ta có nên đổi mới việc thiết kế các cửa hàng đã có hay không, bao gồm cả về mặt nội thất lẫn ngoại thất. Thí dụ như là ngoại thất thì chúng ta có thể thay đổi cái kiểu trưng bày hay kiểu trang trí cái biển hiệu chẳng hạn, đúng không ạ? Còn trong nội thất thì chúng ta có thể thay đổi một số những cái nội thất để làm cho nó khác biệt, làm cho nó tươi mới hơn. Thì đây cũng là những cái câu hỏi quan trọng, bởi vì nó sẽ làm thay đổi về cái việc nhận diện thương hiệu cũng như là làm gia tăng chi phí cho chúng ta. Chúng ta cũng lựa chọn những cái địa điểm mới như thế nào để phù hợp với cái chiến lược phát triển của chúng ta. Trên một con phố, đầu phố và cuối phố, chúng ta có nên để hai cửa hàng hay không? Chúng ta phải trả lời cho những câu hỏi như vậy, đúng không ạ? Tôi thấy rất là nhiều quán cà phê hiện nay cứ một đoạn khoảng độ 1 km hay là hai tòa nhà họ cũng rất là gần nhau thôi, nhưng mà họ cũng có thể mở hai cái cửa hàng, ba cái cửa hàng. Chuyện đó tôi thấy là cũng là một cái sự khác biệt trong suy nghĩ về chiến lược lựa chọn điểm bán. Ví dụ như một cái chuỗi cà phê ở Việt Nam rất nổi tiếng thì tôi thấy là họ cứ dưới chân mỗi một tòa nhà là họ mở, không quan trọng là cách nhau 500m hay là 1 km, mà như trước đây chúng ta nghĩ rằng cái khoảng cách đó làm sao quá ngắn để chúng ta có lượng khách hàng. Thế nhưng mà các cái tòa nhà thì họ sẽ có lượng khách hàng riêng của họ. Ý tôi muốn nói đó chính là chiến lược về kênh phân phối, đúng không ạ? Lựa chọn địa điểm đó về mặt vị trí, về mặt diện tích, về mặt kích thước, về mặt tập khách hàng, vân vân. Và đặc biệt là ở Hà Nội hay ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cần phải quan tâm là địa điểm đó có chỗ để xe hay không, có thuận tiện hay không, có chỗ để ô tô hay không, bởi vì đấy là vấn đề rất là quan trọng, đúng không ạ? Hoặc là các kênh online chúng ta sẽ phát triển bao gồm những kênh như thế nào, tôi đã trình bày trong các video trước đó, đúng không ạ? Website của chúng ta bao gồm là web này, sell web này, đúng không ạ? Rồi thì email marketing này, Facebook là YouTube này, đúng không ạ? Các cái trang affiliate vân vân. Thậm chí là các bạn có định xuất khẩu hay là các bạn định bán hàng ra nước ngoài hay không? Bởi vì nó có những cái trang thương mại điện tử trên thế giới cho phép các bạn có thể bán hàng ra nước ngoài như Amazon, như SC, Fancy, eBay vân vân, đúng không ạ? Các cái kênh truyền thống của chúng ta đang làm, ví dụ như kênh chuỗi của chúng ta, các đại lý của chúng ta thì làm thế nào? Trả lời cho câu hỏi là gia tăng sản lượng bán trên mỗi một điểm bán, gia tăng sản lượng bán trên mỗi một đại lý bằng các chính sách và các chương trình bán hàng, các chương trình khuyến mại và chiết khấu, cũng như là đào tạo thêm nữa cho nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc đại lý để họ có thể là giúp cho đại lý bán hàng tốt hơn. Hoặc là trong chiến lược kênh phân phối thì chúng ta cũng phải trả lời cho câu hỏi là chúng ta có hỗ trợ cho đại lý việc đào tạo, làm marketing cho đại lý hay không? Bởi vì có một số các chủ doanh nghiệp gặp tôi nói rằng là gì? Có nhiều đại lý rồi, thế nhưng mà đại lý không bán được, thì làm thế nào để đại lý bán được? Đó. Thế lúc này là thay vì tập trung phát triển đại lý thì lúc này chúng ta lại tập trung vào việc chiến lược phát triển chất lượng cho đại lý, tức là chúng ta đào tạo cho họ, đào tạo nhân viên của họ, chúng ta hỗ trợ họ về marketing, hỗ trợ họ về việc tìm kiếm khách hàng, thì từ đó sẽ kích thích cái chất lượng của đại lý lên bằng cách là tăng trưởng doanh số trên mỗi điểm bán, có đúng không ạ? Vâng. Không nói về lý thuyết nữa thì ta sẽ tập trung vào các cái chiến lược cụ thể. Ví dụ là từ công ty tôi, đúng không ạ? Thì chiến lược kênh phân phối của chúng tôi sẽ tập trung vào những cái vấn đề gì, đúng không ạ? Thì cụ thể tôi sẽ gợi ý cho các bạn một số những chiến lược của công ty tôi để các bạn tham khảo và viết vào trong cái chiến lược của mình. Ví dụ như là chúng tôi sẽ mở thêm chuỗi bán lẻ mới. Chuỗi này sẽ bán thêm các cái sản phẩm quần áo và các cái sản phẩm giày dép và các cái sản phẩm phụ kiện cho trẻ em, đúng không ạ? Đây là một chuỗi mới. Và tại sao chúng tôi phải ra chuỗi mới, đúng không ạ? Thì sẽ lấy thêm khách hàng mà không lấy từ chính cái chuỗi của chính mình. Bởi vì chuỗi trên có thể là phân khúc cao hơn thì chuỗi này có thể là phân khúc thấp hơn. Đấy là về mặt ý tưởng. Rồi thì chúng ta phải tối ưu hóa hệ thống bán lẻ bằng cách là loại bỏ đi những cái điểm bán hàng không hiệu quả và mở thêm những cái điểm mới, hoặc là mở rộng thêm những cái điểm cũ mà được đánh giá là hiệu quả. Ưu tiên là phát triển thêm những cái điểm bán
của các đối tác ký gửi, hoặc là thông qua những cái chuỗi mà chúng ta có thể hợp tác được, những chuỗi chiến lược, đúng không ạ? Thôi giờ các cái điểm bán thì chúng ta cũng cần phải được đánh giá bằng các cái tiêu chí như là doanh số, như là cái lượng ra vào, cái tỷ lệ phản hồi của khách hàng, hoặc là những cái traffic, đúng không ạ? Thì chúng ta phải dựa trên các cái nghiên cứu rất là nghiêm túc, bằng cách là đi khảo sát kỹ lưỡng, đo đếm cẩn thận, chứ không phải là chỉ nghe báo cáo. Bởi vì có rất là nhiều các cái cửa hàng đã được mở ra dựa trên sự phân tích hời hợt của nhân viên kinh doanh, hoặc của trưởng phòng kinh doanh, hoặc là của một người đưa ra cái đề nghị, thì đôi khi chúng ta sẽ phải trả giá bằng rất nhiều tiền, và chúng ta bị mất thời gian, mất công sức vào những cái việc đó, đúng không ạ? Thì thế sẽ gây ra lãng phí và dẫn tới chi phí gia tăng cũng như là không hiệu quả. Thế chúng ta cũng sẽ mở các điểm bán tại các cái trung tâm thương mại, mở các điểm bán tại các cái chỗ mà khách hàng mà có cái sự tập trung cao độ, đúng không ạ? Ví dụ như là khu dân cư, khu chung cư, hay là các khu trường học, ví dụ thế, phù hợp với cái chiến lược về sản phẩm và phân khúc khách hàng của các bạn, được chưa ạ? Đấy, chúng ta có ưu tiên mở bán hàng ở trên các cái địa con phố lớn hay không, đúng không ạ? Hay là gần các trung tâm thương mại, hay gần các siêu thị, vân vân, đúng không ạ? Chúng ta cũng nên đặt kế hoạch doanh số trên mỗi một điểm bán theo kế hoạch và theo tháng để chúng ta có thể quyết định là chúng ta có đầu tư hay không. Chúng ta cũng phải hoạch định xem là chi phí marketing bao gồm là xây dựng, khai trương, bán hàng, quảng cáo hàng tháng cho mỗi một điểm bán, chúng ta cũng phải quyết định như vậy, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta cũng sẽ phải tối ưu hóa các cái chỉ số về tồn kho và doanh số về bán hàng tại mỗi một điểm bán như vậy. Và tại mỗi một điểm bán chúng ta cũng cần phải chia ra cái số lượng mặt hàng, cái số lượng nhóm hàng hóa và cái mức độ doanh số của từng cái loại đó trong cái cửa hàng cũng như trong hệ thống của chúng ta. Chúng ta cũng cần quan tâm đến việc đào tạo cho đội ngũ nhân viên bán hàng, quản lý bán hàng, giám sát bán hàng, nâng cấp các hệ thống phần cứng, phần mềm, bởi vì đây nó sẽ là liên quan trực tiếp đến kênh phân phối. Bởi vì kênh phân phối nó không đơn thuần chỉ là việc địa điểm, decor, đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ quan tâm đến cái việc thay đổi, cái việc chiến lược thay đổi về mặt nội thất cũng như là về mặt trang trí. Đối với ngành bán lẻ hiện nay thì họ rất là quan tâm. Các bạn đừng nghĩ là bán lẻ là chỉ bán quần áo, bán giày dép, bán son phấn nhé. Tất cả những cái gì mà các bạn phục vụ khách hàng đều được coi là bán lẻ. Salon tóc, spa, đúng không ạ? Đấy cũng là bán lẻ. Chẳng qua là bán lẻ dịch vụ thôi, nhà hàng cũng là bán lẻ các bạn nhé. Vâng, thế thì các bạn cần phải chú ý đến những cái điều đó. Và đặc biệt đấy là cái cảm nhận, cái không khí, cái cách thức mua sắm của khách hàng trong cái cửa hàng của chúng ta. Chúng ta quan tâm đến quy trình bán hàng trong mỗi cửa hàng. Chúng ta cũng cần phải trang trí cửa hàng theo từng chủ đề, từng tháng, từng quý, đúng không ạ? Và những cái dịp lễ Tết vân vân, thì để làm sao mà chúng ta sẽ thu hút được khách hàng nhiều hơn. Thì đó là một số những cái ý tưởng quan trọng của cái chiến lược về kênh phân phối. Cụ thể hơn nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chia thành các cái kênh ra. Và trong mỗi một cái kênh như thế này, chúng ta sẽ ghi rõ là chúng ta mở thêm bao nhiêu cửa hàng, thêm bao nhiêu chi phí, doanh số của chúng ta tăng được bao nhiêu. Mỗi một cái kênh đấy chúng ta sẽ có thêm bao nhiêu điểm bán, làm thế nào để chúng ta đạt được. Đó là tôi vừa nói về kênh KPI, đúng không ạ? Và tôi đã nói cái phần này khá là kỹ trước đó rồi. Kênh bán buôn, chúng ta tìm được bao nhiêu đại lý, doanh số là như thế nào hàng tháng, chúng ta làm thế nào để bán buôn được, xây dựng cái chính sách chiết khấu, vân vân, đúng không ạ? Đấy, rồi kênh cộng tác viên trực tuyến, thông qua những cái cá nhân bán hàng trên Facebook, bán hàng trên Instagram, trên YouTube, trên Zalo, chúng ta sẽ có bao nhiêu cái hệ thống đại lý như vậy, là số lượng, xây dựng cái cách thức để chúng ta tuyển dụng, có đúng không ạ? Thì rồi thì kênh nhượng quyền, chúng ta sẽ chạy quảng cáo hay chúng ta sẽ tổ chức các hội thảo như thế nào đó, phần này tôi đã trình bày rồi. Chúng ta sẽ phải có cái bộ chính sách dành cho nhượng quyền, bộ chính sách dành cho đại lý, bộ chính sách dành cho các cái chuỗi bán lẻ ký gửi, bộ chính sách dành cho cộng tác viên. Đó chính là kênh phân phối. Thì tôi đã nói trong cái phần chiến lược giá, chiến lược giá chiết khấu theo từng cái kênh phân phối như vậy. Và ngược lại thì kênh phân phối này chúng ta sẽ phải phát triển thêm một cái đội sale, và mỗi một nhân viên sẽ phụ trách một cái hướng, hoặc là một nhân viên có thể phụ trách 2-3 hướng kinh doanh của công ty. Và chúng ta quan tâm đến một cái chiến lược rất là quan trọng, người ta hay nói đến là chiến lược gọi là đa kênh bán hàng, omnichannel. Đa kênh bán hàng tức là chúng ta sẽ phải bán hàng ở rất nhiều kênh, kênh buôn, kênh lẻ, kênh truyền thống, kênh trực tuyến, đúng không ạ? Trong kênh trực tuyến thì cũng có rất nhiều các kênh nhỏ nữa,
Mỗi một kênh như vậy chúng ta đặt các KPI cụ thể về thời gian, về doanh số, về chi phí, về nhân sự, và chúng ta đặt càng nhỏ càng tốt thì chúng ta sẽ theo dõi kênh nó một cách rất là dễ dàng. Đấy. À, tất nhiên làm gì thì làm đúng không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ cần phải có các cái hợp đồng, có những người theo dõi rất là chi tiết và có nhân sự tốt để chúng ta làm, đúng không ạ? Và chúng ta xây dựng lên những cái mô hình thành công. Cuối cùng thì tôi cũng giới thiệu cho các bạn thêm một cái mô hình bán hàng di động và giới thiệu sản phẩm. Thí dụ như là các bạn có thể mở các cái điểm bán hoặc là những cái cách thức bán hàng di động tại các cái nơi tập trung khách hàng của mình, ví dụ như là chân siêu thị hay chân trường học hay là chân chung cư. Nếu như sản phẩm của bạn phù hợp, bạn có thể làm những cái điểm bán di động, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể tổ chức các cái private sale party, giống như là những cái điểm bán nhưng mà một tháng, hai tháng, ba tháng chúng ta mới sale off một lần, và chúng ta mời theo kiểu là riêng tư, xả hàng riêng tư như thế. Thì những cái hàng hiệu họ hay áp dụng những phương pháp như vậy cũng rất là tốt để chúng ta bán hàng. Và chúng ta sử dụng thêm cả các kênh affiliate nữa, chúng ta liên kết với ngân hàng, liên kết với các website, liên kết, đúng không ạ? Chúng ta liên kết với rất nhiều các kênh để chúng ta làm. Thì nói về chiến lược kênh phân phối thì tôi xin phép được tóm tắt lại là: thứ nhất, đấy là chúng ta cần phải xác định là chúng ta sẽ thực hiện bao nhiêu kênh, chúng ta chia doanh số theo từng tháng cho từng kênh, đặt cái KPI cụ thể ra, và chúng ta phải phát triển nhiều kênh trong cùng một thời điểm. Và chúng ta cũng phải tính đến rủi ro về tài chính, là rủi ro về hàng hóa tồn kho, và cái việc là hỗ trợ các kênh bán hàng rất tốt. Thì tôi vừa trình bày với các bạn là rất là nhiều các cái ý tưởng để các bạn có thể viết một cái kế hoạch về marketing và kinh doanh thực tế, làm sao cho nó chi tiết và rõ ràng, có những tầm nhìn trong quý, trong năm cũng như là một vài năm tới. Nếu các bạn có câu hỏi gì hoặc có bất kỳ trao đổi nào, xin vui lòng hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ. Tên tôi là Phan Anh, rất vui được chia sẻ với các bạn cái chiến lược về kênh phân phối, và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.